Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden. Hôm nay chuyên mục tổng hợp tin tức xe máy, mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Vario 125 nhập khẩu ở giữa đầu tháng 6 này nha. Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Thì theo như clip trước mình đã nói rồi, hiện tại thì bé Huệ nó đã nghỉ ở cửa hàng này rồi nha, nên mình sẽ thay bé Huệ review lại nha các bạn. Lâu quá mình cũng không có review rồi, không biết mọi người còn nhớ mình hay không ha. Thì nói chung là sau khi mình review xong tạm một thời gian á, cửa hàng tuyển một em nhân viên mới thì mình sẽ cho bạn đó review lại ha. Nói chung là hứa hẹn với mọi người là sẽ tuyển một em hot girl cho mọi người luôn. Nói chung là xinh đẹp hơn rất là nhiều ha. Đó. Thì qua lại buổi chính ngày hôm nay thì mình sẽ review giá bán cũng như trả góp ha. Trước khi review mình sẽ quay mặt tiền chính của cửa hàng nha. Thì đây là mặt tiền của cửa hàng xe máy An Thành Phát ha. Đó bạn thấy không? Cửa hàng này nằm ngay quốc lộ 13 nha. Ngay ngã tư hướng đi vô khu công nghiệp Mỹ Phước 1. Nói chung là nằm mé cách ngã tư đèn xanh đỏ tầm 10 mét nha các bạn. Các bạn chú ý giúp mình ha, coi chừng lộn cửa hàng xe máy Nam Trường Thành nha. Rất là nhiều bạn đi vô cửa hàng xe máy An Thành Phát nhưng mà lại đi lộn qua cửa hàng xe máy Nam Trường Thành ha. Đó các bạn chú ý giúp mình ha, tại vì cửa hàng mình là nằm cách đèn xanh đèn đỏ là tầm 10 mét nha. Nói chung là hai cửa hàng sát vách nhau đó. Rồi, qua lại chủ đề ngày hôm nay mình sẽ cập nhật giá bán ha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Vario 125 nhập khẩu này ở đầu tháng 6 với mức giá là khoảng từ 39 đến 42 triệu đồng nha các bạn. Và giá mình bán ra bao gồm VAT 10% ha. Về phần trả góp thì các bạn không cần trả trước nha. Dòng xe này các bạn không cần trả trước ở đầu tháng 6 này ha. Đó, có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm thủ tục hồ sơ đậu là có thể lấy xe về rồi. Còn bạn nào mà có điều kiện hơn, mình trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vạt gốc ha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu ha. Nói chung là các bạn không bị nợ xấu là mình làm thủ tục thì khả năng đậu đến 99,9% ha, khó rất là rớt luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cập nhật sơ lược hai phiên bản độ mà rất là được mọi người quan tâm ở thời gian gần đây luôn nha. Đầu tiên đó chính là phiên bản màu vàng, đó mà thấy không? Thì bạn nào mà theo dõi kênh mình cũng như một số kênh khác là biết á, các dòng Sonic, Sachi Rider cũng như Vario này màu vàng đang rất là được các bạn trẻ ưa chuộng ở thời gian gần đây luôn. Đó, đầu tiên là màu vàng nha các bạn. Đó, full vàng luôn. Thì cửa hàng chỉ độ tem thôi nha, còn máy móc động cơ vẫn giữ nguyên nha các bạn. Và các bạn yên tâm nha, khi các bạn mà mua xe này nè thì cửa hàng sẽ làm màu theo màu cà vạt xe ha, nên không cần sợ công an nha các bạn. Đó, nói chung là xe màu vàng thì sẽ làm theo màu vàng. Đó, nói chung là mình làm giấy tờ theo màu xe luôn, các bạn yên tâm ha. Về màu xe thì sẽ được bảo hành 2 năm ha. Đó, các bạn yên tâm luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ quay phần mặt chính của xe nè, đó là phần mặt nạ này nha. Nói chung là toàn vàng. Vàng đen nha các bạn, nhìn rất là nổi bật luôn. Màu này mà đi ra ngoài đường là coi như là cực kỳ nổi bật trước đám đông luôn ha. Đó, thấy không? Rất là xịn sò luôn. Thứ hai mình sẽ quay mặt hông bên phải của xe ha. Đây. Đó, thì cũng không khác gì mặt hông bên trái luôn. Nhưng mà nói chung là mình quay tổng quát để các bạn xem và đánh giá luôn ha. Đó, thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, full vàng. Và sau lưng có dòng chữ Vario được khắc nổi lên bằng mạ chrome rất là sáng bóng luôn ha. Đó. Tiếp tục là mình sẽ quay phần chiếc màu đỏ candy nha. Đó. Rất là nhiều bạn thích màu đỏ này luôn nha. Nói chung là mình thấy các bạn thích màu gì, trend màu gì là mình sẽ cập nhật màu đó luôn. Đó ha. Màu đỏ này được kết hợp với lại màu đen nhìn rất là đẹp luôn ha. Đây là phần mặt nạ xe này nha. Được kết hợp chữ Vario nửa đỏ nửa trắng nhìn rất là đẹp luôn, nằm trên nền đen này ha. Đây là bận biển số xe nè, các dòng xe nhập đều có cái bận này hết nha các bạn. Đó. Đây, đây là phần hông xe nè, thấy không? Đó, một chữ 125 là ở đây nè ha. Đó, thấy không? Đây, đây là phiên bản độ chống trộm nè. Dường như là cửa hàng rất là thích độ chống trộm luôn. Phiên bản xe nào cũng có hết á. Nói chung là để đảm bảo an toàn cho chiếc xe của bạn thôi. Còn đây là phần mặt đồng hồ này ha. Nói chung là về thông số cũng như chi tiết động cơ thì các bạn quá rành rồi. Video này mình chỉ cập nhật giá bán cũng như một số màu phiên bản độ thôi. Ngoài hai phiên bản màu sắc này ra thì cửa hàng còn độ rất là nhiều màu khác luôn nha. Nói chung các bạn thích màu gì là có màu đó luôn. Yên tâm ha, từ phiên bản nguyên bản cho đến phiên bản độ nha các bạn. Đây là phần mặt hông xe này ha. Cũng y chang lần trước luôn, với chữ Vario được cách điệu giữa màu đỏ và màu trắng nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, thấy không? Tổng quát chiếc xe này. Mặt bên trái cũng như mặt bên phải xe đều như nhau hết nha các bạn.
Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho phiên bản Vario 125 nhập khẩu ở đầu tháng 6 này. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919, gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới trái màn hình ha. Bạn nào theo dõi kênh mình chắc cũng biết rồi đúng không? Rồi, và mình nhắc lại một lần nữa ha, là phiên bản Vario 125 này đang được cửa hàng bán với mức giá là khoảng từ 39 đến 42 triệu đồng nha các bạn. Và giá này bao gồm VAT 10% rồi nha. Về phần trả góp thì các bạn không cần trả trước nha, có thể lái xe về. Nói chung là chỉ cần làm hồ sơ đậu là các bạn có thể lái xe về ha. Còn bạn nào có điều kiện thì mình trả trước 50% giá trị xe, là nhận ngay cả vẹt gốc nha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.